Cách tiêu tiền của người giàu cũng thật đặc biệt. Người đàn ông này tổ chức sinh nhật cho tình nhân đã chết của mình. Dù mọi người trong nhà không mấy vui vẻ, nhưng cũng đành phải miễn cưỡng có mặt. Trong lúc cả gia đình dùng món khai vị ở bên ngoài sân, gia sư Ja Ki-ung đi vào bên trong bếp. Cô ta bốc đồ ăn một cách ngon lành trước sự ngỡ ngàng của giúp việc. Vì lý do nào mà một gia sư như vậy lại có thể bày ra thái độ như thế ở đây? Tôi cũng thấy vô cùng thắc mắc. Người ta nói, bữa ăn tối trong gia đình vốn là bữa ăn ấm áp nhất, nhưng bạn nhìn những khuôn mặt ngồi ở bàn tiệc này mà xem, chỉ toàn là sự gượng gạo, đố kỵ và giả dối. Anh trai em gái, chị dâu em chồng, nói ra lời nào là châm chọc nhau lời đó. Ông chủ tịch Han đứng lên phát biểu, đây là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng dành cho người tình đã mất. Và hôm nay ông cũng muốn tặng món quà là một viên kim cương màu xanh to trà bá cho một trong những người đang ngồi ở đây. Trong lúc cả bà vợ và các con đều mong ngóng, không biết ai sẽ là chủ nhân của viên kim cương trên tay ông Han. Một tin tức xấu được gửi đến khiến ông Han ngã khuỵu và phải đi cấp cứu. Bữa tiệc kết thúc trong sự hỗn loạn của cả nhà. Tin xấu đó là một nhân viên trong công ty đã làm ra việc sai trái, khiến cho tập đoàn của ông Han gặp sự cố không nhỏ chút nào trong lúc ông chủ tịch Han nằm đó. Mọi người sẽ phải tìm ra tổng giám đốc tạm thời để điều hành công ty. Trở về nhà, phụ Hisu đã rất buồn khi nghe con trai bảo, bố nói nó thích nhạc rock là giống mẹ của nó. Hóa ra Ha Jun không phải là con ruột của Hisu, nên cô vô cùng nhạy cảm khi nghe thấy những gì liên quan đến từ mẹ này. Anh chồng Ji Jong đã nhanh miệng an ủi vợ, ý của mình là Ha Jun rất giống cô. Phía nhà chính, bà chủ tịch Han vẫn mang trong người bức bối vì việc chồng luôn nhớ đến tình nhân đã mất. Bà đã trút giận vào mấy chai rượu vô chi mà bà tình nhân rất thích. Rồi bà Han còn la hét chửi bới ầm ĩ cho đến khi dâu cả Seo Huyên đến nói, giọng của bà đang bị ghi âm lại thì bà mới thôi. Hóa ra Seo Huyên đã biết được quản gia Du trong quá trình làm việc đã ghi âm quay lén mọi thứ xảy ra trong gia đình. Cô đã gọi cô ta đến dọa một trận rồi tịch thu luôn điện thoại. Sau khi xem điện thoại của quản gia Du, cô lại thấy mình cũng có mặt trong đó. Nhìn đoạn ghi hình mà khuôn mặt của Seo Huyên ánh lên vẻ hoảng sợ tột độ. Vì ông Han ốm nặng như thế nên cháu trai trưởng Su Húc đã trở về Hàn Quốc. Trong lúc dọn phòng cho cậu chủ thì cô Oshin này bỗng ngủ quên, tỉnh dậy vội vàng rời đi và đã bỏ quên dây cột tóc trên giường. Khi rời phòng của Su Húc thì gặp cậu chủ, hai người trẻ đã dành cho đối phương ánh nhìn thật lâu. Trái tim của người thanh niên tên Su Húc đã lần đầu tiên đập mạnh khi người con gái tên Du Jeon đi lướt qua anh. Bữa tiệc chào đón Su Húc được diễn ra trong bầu không khí không thoải mái. Mọi người trong nhà vẫn đeo mặt nạ để ăn uống nói chuyện cùng nhau. Ánh mắt Su Húc lúc này vô thức cứ hướng đến phía cô gái giúp việc Du Jeon mà nhìn, trong lúc bên ngoài chủ nhân đang ăn uống. Phía sau nhà bếp giúp việc bàn tán chuyện của chủ nhà, lúc này Du Jeon cũng biết được, hóa ra Su Húc là con trai riêng của chồng Seo Huyên với người vợ trước. Mẹ của cậu đã bỏ đi khi cậu mới lên 10, bố của Su Húc trước đó là một kẻ nghiện rượu nặng và thường xuyên quậy phá khắp nơi, cho đến khi Seo Huyên về làm dâu, chứng nghiện rượu của ông mới dứt. Mấy người giúp việc cảm thán, cả bà chủ tịch Na và hai cô con dâu nhà này thật đáng thương, đều phải đi nuôi con của chồng với người khác. Phía bên nhà phụ, cậu bé Ha Jun bị khó tiêu, nên cô gia sư đã giúp cậu bé xử lý bằng cách châm kim vào đầu ngón tay. Việc này đã khiến cho chồng của Hi Su tức giận, anh đã trách cô gia sư làm việc quá giới hạn vì gia đình đã có bác sĩ riêng. Trong lúc Hi Su còn đang áy náy vì thái độ của chồng với cô giáo, thì sau đó cô lại nhìn thấy hình ảnh vượt quá sức tưởng tượng của bản thân. Cô gia sư Ja Ki-ung đã rất tự nhiên thoải mái, khoác lên người chiếc váy của Hi Su và nhảy nhót trong phòng khách. Khi bị Hi Su hỏi thì cô này rất thản nhiên nói, mình thấy chiếc váy đẹp quá nên muốn thử một chút mà thôi, rồi không chút sợ hãi cởi chiếc váy ra cầm đi trả lại chỗ cũ. Phía bên nhà phụ dự là Hi Su sẽ có một đêm không ngon giấc, còn phía bên nhà chính có hai kẻ lạ giường cũng không ngủ được ngon, đó là cậu ấm Su Húc và cô giúp việc Du Jeon. Du Jeon không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, đi một hồi lạc đến chỗ Su Húc ngồi nghe nhạc ngắm trăng. Cô giải thích mình không ngủ được nên đi dạo và bị lạc. Khi Su Húc trả lại chiếc dây buộc tóc, cô bối rối nói, mình ngủ quên ở phòng cậu chủ nên bị rơi lại. Su Húc nói, nếu cô ngủ được ở giường tôi thì chúng ta đổi chỗ ngủ cho nhau luôn nhé. Nghe xong câu này, khuôn mặt của Du Jeon cũng đơ ra một hồi lâu, như có một sợi dây vô hình kết nối hai người trẻ lại với nhau. Su Húc và Du Jeon đi dạo một vòng, cuối cùng đã về phòng đối phương ngủ ngon lành đến sáng hôm sau. Để chữa ngại ngùng giữa hai người, sáng hôm sau trước khi đi làm, Hi Su đã hẹn cô gia sư buổi tối uống rượu tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn. Mợ cả Seo Huyên sau khi xem lại đoạn ghi hình của mình trong điện thoại của quản gia Du thì lại thêm một lần nữa hoảng hốt. Sau đó cô đã quyết định sẽ nhận trị liệu tâm lý với Sơ Emma. Quay trở lại nhà chính, theo lịch công việc trong gia đình, những người giúp việc sẽ phải có buổi họp hàng tuần. Quản gia Du đã gọi Ja Ki-ung vì cô ta không có mặt. Khi cô này đến nơi, quản gia Du chưa kịp mắng thì đã bị Ja Ki-ung trợn mắt mắng lại kinh hoàng hơn. Đôi mắt của cô ta trợn ngược lên làm cho không chỉ quản gia Du mà toàn bộ những người đứng quanh khiếp sợ. Ja Ki-ung nói mình chỉ làm những việc liên quan đến Ha Jun mà thôi. Tôi đến sau khi Hi Su ngồi uống cùng với cô gia sư, có chút tò mò về cô giáo, nên cô hỏi cô giáo về tình yêu và cuộc sống của cô ta. Xong rồi Hi Su ghé phòng làm việc của chồng và được anh chồng bế vào phòng ngủ. Cô gia sư đứng nhìn theo bóng hai vợ chồng với khuôn mặt đầy biểu cảm khó chịu, giống như bố của mình. Su Húc cũng đã được chỉ định sẽ kết hôn với cháu gái của một gia đình tài phiệt tương xứng, dù ai cũng biết bọn họ không có tình yêu với nhau. Ngày hôm nay, nhà chính đón cô cháu dâu tương lai đến ăn tối. Cô gái này đã phải lòng Su Húc từ lâu.
và rất háo hức với cuộc hôn nhân sắp đặt này. Đến ra mắt nhà chồng tương lai, cô cháu mang theo toàn là quà tặng đắt giá, người lớn trong gia đình vui ra mặt và rất hài lòng với cô cháu dâu tương lai này. Chỉ có mỗi Su Húc là vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng hàng ngày, cậu chỉ ngồi nghe mọi người nói chuyện và ngắm nhìn cô giúp việc Su Jeon. Cô con gái duy nhất của ông Han được bố cho quản lý chuỗi cửa hàng bánh vì nhận được một số bình luận về chất lượng bánh không tốt. Cô này đã nổi điên lên đánh chửi toàn bộ nhân viên trong tiệm bánh không thương tiếc, và chuyện này đã bị quay hình lại phản ánh lên bản tin nội bộ của công ty. Sao Hyun biết tin nhưng cô lại không tính sẽ đứng ra xử lý cho em chồng. Cô cũng cảnh cáo anh chồng đừng có chen vào mà hãy để cho em gái tự giải quyết. Cô con gái Jin Hee biết tin thì nổi cơn điên loạn đập phá ở nhà, xong rồi lao đến nhờ mẹ giúp đỡ. Sau đó thì mẹ chồng gọi cho Hee Soo đến bắt cô phải giải quyết sự vụ. Vì nhà báo gọi đích danh cô nhận phỏng vấn thì sẽ giúp cho sự vụ của Jin Hee được bỏ qua. Dù không muốn nhưng Hee Soo vẫn đến gặp nhà báo. Anh này đã nói mục đích mình tìm cô nếu cô đồng ý cho anh ta viết bài về mình và con trai Ha Jun. Anh ta sẽ không nói về sự vụ tiệm bánh của Jin Hee nữa. Tên phóng viên nói Hee Soo kết hôn mới được 6 năm, mà con trai lại tận 8 tuổi, nên có nhiều lời đồn thổi thằng bé không phải là con của cô. Hee Soo sau đó cũng thừa nhận Ha Jun không phải con ruột của mình, nhưng cô nói mình không cho phép báo chí động đến thằng bé. Còn lại anh ta muốn làm gì với sự vụ cửa hàng bánh thì mặc xác anh ta. Trở về nhà, Hee Soo tâm sự với Seo Emma việc cô quen và yêu Ji Jong như thế nào. Lúc đó cô đang rất nổi tiếng và anh thì nói mình là sinh viên nghèo vượt khó. Cô còn nghĩ mình sẽ cưới người đàn ông này và nuôi anh ta. Không ngờ sau đó lại thành một bà mẹ kế, nhưng không vì thế mà cô bớt yêu thương cậu bé Ha Jun. Với Hee Soo thì Ha Jun chính là con ruột của mình. Không có giới hạn con nuôi con đẻ trong cô, Hee Soo tin tưởng vào tình yêu của chồng mình nhiều như thế. Nhưng cô đâu biết được mỗi lần chồng mình và cô gia sư gặp nhau, hai bên đều trao cho nhau ánh mắt thâm tình, dù lời nói lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng xa cách. Cô gia sư còn cố tình tạo ra đụng chạm da thịt với Ji Jong. Ở bên nhà phụ sóng ngầm đang dâng thì ở nhà chính sóng đã trào lên bờ không kiểm soát. Anh chồng nghiện rượu bất tài vô dụng, mang tâm trạng tự ti vì bị vợ con coi thường, đã uống say khướt rồi về nhà đập phá khắp nơi. Seo Hee nhìn chồng đầy chán nản, cô đã chạy đến chỗ Seo Emma yêu cầu sự giúp đỡ. Tại đây cô đã cởi được nút thắt trong lòng, đã đối mặt với mong muốn thật sự của trái tim mình. Chấp nhận chuyện nó đang mong nhớ đến một hình bóng người con gái xưa cũ, bố mẹ cùng gặp chuyện mệt mỏi thì cậu con cũng không hơn gì mấy. Cậu ấm Su Húc lại không ngủ ngon được và lần nữa tìm đến phòng cô giúp việc Ju Jeon để đòi cô cho ngủ nhờ. Sau khi họp bàn xong thì hội đồng quản trị đã quyết định để anh cả Jin Ho lên nắm chức tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Quyết định này làm cho mọi người trong gia đình đều kinh ngạc. Bởi ai cũng nghĩ Ji Jong sẽ là người được chỉ định vào vị trí này. Người vui nhất chính là bà chủ tịch Han, ngồi với hai cô con dâu mà bà Han cười miệng ngoác lên tận mang tai. Dù Seo Hyun nói vị trí này chỉ là tạm thời mà thôi, Hee Soo mang theo tâm trạng không vui từ nhà chính trở về. Lại được cô gia sư nói mấy lời lấp lửng ẩn ý về người chồng mà cô hết mực tin yêu, Hee Soo đã chất vấn chồng tại sao lại nhường anh trai vị trí đó. Ji Jong nói với cô vì anh ta không muốn con mình bị tổn thương, vốn dĩ Ha Jun không phải là con đẻ của cô. Nếu giờ anh ta lên chức chuyện này sẽ bị đào bới ra, dù chấp nhận được lý do chồng làm, nhưng Hee Soo vẫn rất bức bối. Vì ngay cả chồng cũng nói cô không phải là mẹ đẻ của thằng bé, mang theo tâm trạng không vui về nhà. Hee Soo lại nhìn thấy cô gia sư đang lục lọi gì đó trong thư phòng của chồng mình. Cô ta nói mình vào tìm sách của Ha Jun, chưa kịp ý kiến thêm thì bà Han lại gọi đến vì sự vụ cửa hàng bánh của Jin Hee. Khi Hee Soo giải thích phóng viên muốn đổi thông tin nên cô không đồng ý. Bà mẹ chồng quá đáng lại nói, những thông tin của diễn viên quèn như cô có gì mà cần phải bí mật. Nghe vậy cô cũng chán nản chẳng muốn nói thêm. Bà mẹ như vậy bảo sao con gái cũng không khác gì, mẹ chồng coi thường cũng đủ mệt. Con trai đi học về lại có thái độ lạnh nhạt với Hee Soo, rồi cô gia sư thì còn ngang nhiên ngăn cản khi cô muốn lên phòng với con mình. Khi Hee Soo tâm sự với chồng, anh ta lại bảo cô yên tâm vì đã có gia sư lo. Hee Soo khá ngạc nhiên, vì trước đó anh còn tỏ thái độ khó chịu với gia sư, nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng đâu. Hee Soo mang theo tâm trạng lo lắng bước chân tiến đến phòng con trai. Cô nhìn thấy Ja Ki-ung đang ngồi đó xoa bóp chân cho thằng bé. Hành động vô cùng thương yêu của cô ta làm cho Hee Soo có cảm giác bất an. Nhưng sau đó anh chồng xuất hiện kêu mình khó ngủ nên đi tắm, rồi anh ta còn bảo mình an tâm vì đã tìm được một gia sư tốt cho con. Phía bên nhà chính thì con dâu cả Seo Hyun cũng đang trong tâm trạng thổn thức. Dạo này cô càng ngày càng nghĩ về người cũ nhiều hơn, cậu chủ Su Húc thì lại ngựa quen đường cũ. Lại tính đến phòng của Ju Jeon đòi ngủ ở đây, đang nói chuyện thì quản gia Ju tìm đến gọi Ju Jeon đi làm việc. Cô kéo Su Húc vào trong phòng rồi bỏ cậu ta lại. Đi làm việc cùng quản gia Ju, đến khi quay lại thì thấy Su Húc đã ngủ ngon lành trên giường của mình. Cô bèn ngồi ngủ gục bên dưới nhường chỗ cho cậu chủ nhỏ. Chuyện Ju Jeon và Su Húc ở trong phòng cả đêm với nhau đã được báo cáo lại cho mợ cả Seo Hyun biết. Nhưng khi Seo Hyun hỏi Ju Jeon có gì cần nói thì cô lại bảo không có. Seo Hyun cảnh cáo Ju Jeon sống trong nhà này làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Khi Hee Soo đưa con trai đi học, cô phát hiện thằng bé bị bạn học bắt nạt. Cô đã đến nhà bà mẹ kia để cảnh cáo cô ta không được nói những lời không hay với con trai.
để rồi thằng bé lại mang ra nói với Ha-jun nhà mình. Cùng lúc này cô gia sư đưa Ha-jun đi cưỡi ngựa, nhưng lại xảy ra sự cố khiến ngựa chạy ra khỏi khu an toàn. Ja-ki-ung đã ngay lập tức lên ngựa đuổi theo cậu bé và đã cứu cậu bé thoát khỏi tai nạn bất ngờ này. Khi hai cô trò về đến nhà, thái độ của Ha-jun với Ja-ki-ung đã thay đổi. Hi-su nhìn thấy thế đã tính đi theo con lên phòng, nhưng cô gia sư lại ngăn cản Hi-su lại. Cô ta còn nói với giọng điệu như quát lên với Hi-su. Cô ta bảo Hi-su không yêu quý Ha-jun như con đẻ, vì thế đã không xử lý tốt chuyện đồn thổi để ảnh hưởng đến con trai. Khi Hi-su nói không lẽ mình phải nói với nó mẹ đẻ đã chết rồi, cô gia sư đã bảo nếu mẹ nó chưa chết thì sao. Rồi cô này đã kiềm chế lại khi biết mình lỡ lời. Điều này càng làm cho Hi-su thấy cô gia sư này bất ổn. Nhưng hành động tiếp theo của Ja-ki-ung còn làm Hi-su kinh hãi hơn. Cô ta đã tìm đến nhà của cậu học sinh bắt nạt Ha-jun, bà tai bà mẹ mấy cái để cảnh cáo việc đã đụng vào cậu chủ nhỏ Ha-jun của mình. Bà mẹ này sau đó đã tìm đến mang theo giấy xác nhận thương tích và yêu cầu được giải quyết thỏa đáng. Ja-ki-ung lúc này đã phải nói lời xin lỗi với Hi-su và hứa sẽ xử lý chuyện này để không ầm ĩ lên hơn. Chuyện Ju-jeon ngủ trong phòng của Su-hook đã được giúp việc theo lệnh của mợ cả Seo-hyun báo cho bà Han. Bà nội thích gào thét đánh người này tất nhiên không để yên cho cô gái. Bà ta đã đánh mắng Ju-jeon thậm tệ và sau đó Ju-jeon phải rời khỏi nhà chính đến chỗ Seo-ema. Trước khi đi, Ju-jeon nói cho Hi-su biết vốn dĩ giữa hai người bọn họ không có chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm thấy an toàn khi được ngủ ở phòng đối phương. Nghe thấy vậy thì Hi-su biết trái tim hai bạn trẻ này đã trao chọn cho nhau rồi. Theo đúng lời hứa với Hi-su, ngày hôm sau Ja-ki-ung đã đến nhà bà mẹ bị tát kia để xin lỗi. Bà mẹ này đầu tiên còn lên mặt cảnh cáo và bắt Ja-ki-ung phải quỳ gối và chịu nhận lại hai cái tát từ mình. Nhưng đến khi Ja-ki-ung nói đến quá khứ đã từng làm gái của cô ta, thì bà mẹ đã im tịch không nói thêm được lời nào. Cô gia sư lúc này trợn mắt lên bảo, nếu muốn đứa con trai nếm mùi đau khổ vì quá khứ dơ bẩn của mẹ nó, thì thử động vào con trai của cô ta mà xem. Khuôn mặt và lời nói của Ja-ki-ung lúc này đã làm cho bà mẹ kia kinh hãi không nói nên lời nào. Khi Su-hook biết chuyện Ju-jeon bị đuổi đi thì đã đến chỗ Seo-ema tìm gặp, nhưng cô đã bỏ đi khi hay tin cậu đến tìm. Ju-jeon không muốn có thêm bất kỳ dính líu đến cậu ấm nhà giàu tên Su-hook kia nữa. Su-hook trở về nhà đã tuyên chiến với mẹ, cậu nhất định sẽ đưa Ju-jeon quay trở về. Khi mẹ kế Seo-hyun nói cô không chấp nhận chuyện đó, cậu con chồng đã nói vậy thì mình đính hôn theo ý gia đình thì có thể đưa cô gái quay lại không? Seo-hyun chỉ biết nhìn con chồng nói, không lẽ con lại muốn sống giống như tất cả đàn ông trong gia đình này? Su-hook nghe xong cũng không nói thêm lời nào được, đành chán nản ra bên ngoài ngồi nhớ đến người con gái mình thích. Đến ngày khai trương triển lãm tranh của Hi-su tổ chức, Seo-hyun cũng đến chung vui cùng em dâu. Khi bước vào bên trong, nhìn thấy cảnh Ji-jong và cô gia sư đang nhìn nhau rất tình tứ, nhớ lại giúp việc cũng báo cáo, đã thấy hai người này gặp nhau trong khuôn viên vào lúc nửa đêm. Trong lòng của Seo-hyun đã càng thêm phần thắc mắc về cô gia sư mình tuyển về này. Cùng lúc này thì Ji-jong và Ja-ki-ung tình cũ không rủ cũng tự đến. Cặp đôi đong đưa đá mắt chán chê bên trong phòng tranh, rồi kéo nhau ra bên ngoài hôn hít điên cuồng. Mặc cho Hi-su điện thoại cũng không làm ảnh hưởng đến sự vụ. Lúc này Hi-su nghe tiếng chuông điện thoại của chồng vang lên gần ấy. Cô tiến đến tính mở cửa cầu thang bộ thì Seo-ema kéo cô đi, mang theo trong lòng nhiều nghi vấn, lại nhìn thấy cảnh chồng và con trai vui đùa dưới bể bơi. Còn cô gia sư thì ngồi trên bờ chụp ảnh, cả ba người rất vui vẻ hạnh phúc, không ai để ý thấy Hi-su đã có mặt được một lúc lâu. Sau khi kêu chồng con lên bờ xong, thì Hi-su bảo Ja-ki-ung gặp mình nói chuyện. Cô đã thẳng thắn nói Ja-ki-ung hãy nghỉ việc ở đây vì bản thân cô không thấy thoải mái khi nhìn con mình ở bên cạnh người tên Ja-ki-ung. Và điều làm cô ngạc nhiên hơn cả, anh chồng đã phản ứng thái quá khi cô nói mình sẽ cho cô gia sư nghỉ việc. Phía bên Su-hook, vì được Hi-su nói cho biết chỗ làm việc của Ju-jeon, cậu đã tìm đến để nói lời xin lỗi và muốn cô quay trở lại nhà mình. Cậu đã kiên nhẫn đợi cho đến tận khi cô gái của mình xong việc, rồi còn theo cô đi về. Cuối cùng đã thành công thuyết phục được Ju-jeon quay lại nhà mình. Sau đó cậu chàng đến gặp bà nội, cảnh cáo bà không được đụng đến người giúp việc tên là Ju-jeon. Cùng lúc này ở bên nhà phụ, cậu con trai Ha-jun biết tin mẹ mình đuổi gia sư đi thì đã cáu giận mẹ và nói cô giáo đã cứu cậu ta trong tai nạn ngã ngựa, vậy mà không được khen còn bị đuổi ra khỏi nhà. Hi-su đã tìm đến trường đua ngựa tìm hiểu sự việc, nhìn thấy hình ảnh Ja-ki-ung cưỡi ngựa rất thành thục. Nhớ lại lời chồng nói mẹ của Ha-jun từng là huấn luyện viên cưỡi ngựa cho anh ta, thêm vào nữa Ja-ki-ung đã từng bảo mình có biết cưỡi ngựa. Lúc này một nghi vấn to đùng xuất hiện trong đầu của Hi-su, vì thế cô đã quyết định giữ cô gia sư này lại để xác minh tường tận băn khoăn trong lòng. Sau đó Hi-su đến nhà chính định hỏi chuyện về cô gia sư, Seo-hyun lại trách cứ Hi-su tại sao lại tiết lộ nơi làm việc của Ju-jeon cho con trai Su-hook. Khi nghe em dâu nói chuyện, cô ấy có cảm giác bất an vô cùng về cô gia sư. Seo-hyun cũng nhớ lại thái độ của mẹ chồng khi mình nhắc đến cô ta. Thêm vào đó cảnh Ja-ki-ung và Ji-jong tình tứ với nhau ở phòng tranh, trong lòng của Seo-hyun cũng dâng lên nhiều lo lắng. Lúc này Hi-su đã tìm đến gia đình trước đó thuê Ja-ki-ung để xác minh thông tin. Đến khi thấy hình ảnh của Ja-ki-ung chụp với hai đứa con của gia đình nhà kia, cô đã an tâm mà rời đi. Nhưng khi cô rời đi, người giúp việc cất tấm ảnh lại và gia sư thật sự của hai đứa nhỏ nhà này lại không phải là Ja-ki-ung. Hi-su vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái thì lại nghe thấy tài xế nói
Mình chưa từng đưa địa chỉ nhà mẹ bạn học của Ha-jun cho Gia Cung như lời của cô ta nói, mang theo ưu tư chồng chất Hee-su tâm sự với Seo-em à. Chuyện mình nghi ngờ Gia Ki-ung là mẹ của Ha-jun, lúc này bà Seo lại nói, nếu có nghi ngờ thì hãy tìm hiểu sự tình xem sao. Sau đó khi hội phu nhân ngồi lại với nhau như thường lệ, một trong số đó có nói đến câu chuyện kiểm tra ADN để xác nhận quan hệ huyết thống. Nghe thấy vậy trong đầu Hee-su một suy nghĩ tương tự vụt qua, khi về nhà lại nghe người làm nói. Gia Ki-ung đã tặng Ha-jun dây chuyền mặt hình móng ngựa và còn dặn thằng bé giấu mẹ của mình. Hee-su đã không kiềm chế thêm tra hỏi Gia Ki-ung, tại sao lại làm mấy chuyện sau lưng mình như thế? Rồi cô đưa ra sợi dây chuyền và nói với cô gia sư, cô không cho phép giữa hai người có thêm bất kỳ bí mật nào khác nữa. Sau đó Hee-su đi gặp chị dâu cả nói chuyện, cô muốn hỏi xem Seo-hyun có biết gì về mẹ của Ha-jun không. Seo-hyun nói trong nhà ngoài Ji-jong ra, bà Han là người duy nhất biết mặt mẹ của thằng bé. Cùng lúc hai chị em dâu ngồi nói chuyện thì bên ngoài Ji-jong cũng gặp mặt Gia Ki-ung, khi cô này nói mình có mong muốn lấy lại những thứ đã mất. Đó chính là con trai Ha-jun và người đàn ông tên Ji-jong. Lúc này Ji-jong đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Gia Ki-ung nói, anh muốn cô yên lặng ở bên cạnh Hee-su cùng chăm sóc cho Ha-jun, một người có công sinh, một người có công dưỡng. Như vậy con anh ta sẽ ngày một hoàn hảo hơn. Lúc này chính bản thân Gia Ki-ung cũng thấy lo lắng. Với ánh mắt đáng sợ của người đàn ông là bố của con mình, Hee-su ở nhà điên cuồng tìm hiểu sự thật. Cô đi gặp bà Han để hỏi về mẹ của Ha-jun. Rồi sau đó vào thư phòng của Ji-jong lục đồ, cô đã nhìn thấy chồng mình cũng đeo một sợi dây chuyền, y như cái mà cô gia sư cho con mình. Trong lúc Hee-su quay cuồng mệt mỏi ở nhà phụ, Ji-jong đã đến một nơi quen thuộc ngồi xem trận đấu quyền anh, nhìn thấy hai võ sĩ điên cuồng đánh nhau máu me be bét, anh ta cười hưởng thụ một cách thoải mái vô cùng. Ji-jong trở về nhà thấy vợ ngồi đợi mình, khi Hee-su đưa ra sợi dây chuyền và nói cô gia sư tặng Ha-jun. Và cô thấy chồng mình cũng đeo một cái y hệt như thế, anh chồng Ji-jong đã nhanh miệng giải thích, đó là bùa may mắn của những người cưỡi ngựa. Và anh ta khẳng định hai sợi dây chuyền hoàn toàn khác nhau. Khi Hee-su chưa kịp trấn tĩnh trở lại, thì sáng hôm sau lại có một bài báo nói về việc Ha-jun không phải là con đẻ của cô được tung ra, và thêm một bài báo nữa nói về chuyện Su-húc cũng là con ngoài giá thú. Và anh con trai cả là người hay bạo hành phụ nữ, lúc này Su-húc ở bên ngoài. Nghe bà và mẹ kế nói về bố và mẹ đẻ của mình với vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng Ju-jeon lại nhìn ra anh đang đau khổ vô cùng. Dù rất muốn an ủi nhưng Ju-jeon cũng chỉ biết nhìn Su-húc lướt qua mình. Tối đến tình cờ hai người lại đứng trú mưa cùng một chỗ. Và Su-húc nói gần đây mình không ngủ được vì luôn nghĩ đến Ju-jeon. Nói xong Su-húc kéo Ju-jeon lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Lúc này bên nhà phụ Hee-su đang ngồi mệt mỏi vì bài báo, giúp việc lại báo tin cậu bé Ha-jun đã biến mất không thấy đâu. Ji-jong nghe tin Ha-jun biến mất thì chạy đi tìm cậu bé. Đồng thời lúc này anh ta cũng biết tin Hee-su đang mang thai đứa con của hai người, mang theo tâm trạng gấp đôi lo lắng, Ji-jong cũng điên cuồng lái xe đi tìm con. Hee-su nhìn thấy quảng cáo buổi biểu diễn của ca sĩ Ha-jun yêu thích, cô phóng đến nơi diễn ra đêm nhạc, thật may mắn là đã tìm được con trai ở đây. Đưa con về nhà và tắm rửa cho cậu bé xong, vừa đúng lúc Ji-jong trở về, anh ta đã vô cùng cáu giận. Tính đến đánh con trai tội không nghe lời, lúc này Hee-su đã đứng ra ngăn chồng lại. Cô nói trong nhà này không ai được đụng đến con cô kể cả Ji-jong, anh chồng đành bất lực đứng nhìn vợ dắt con trai rời đi, vừa hay cảnh này đã được Gia Ki-ung nhìn thấy. Chứng kiến Hee-su yêu thương con trai của mình đến như vậy, cô ta đã thấy vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương con trai. Nhưng ánh mắt sau đó lại chuyển sang oán hận vì mình lại không phải là người đang nằm ôm Ha-jun trong phòng kia vì quá thương thằng bé. Nên nửa đêm Gia Ki-ung lại đến phòng của Ha-jun và nằm ôm nó ngủ. Lúc này Hee-su đi vào tra hỏi tại sao lại làm ra hành động như vậy. Cô gia sư lại còn vênh mặt lên nói, vị trí của Hee-su trong lòng của Ha-jun chỉ được đến như vậy mà thôi. Rồi cô ta tính nói mình chính là mẹ đẻ của thằng bé, thì đã bị Ji-jong đi vào chặn họng lại, anh chồng đã đưa vợ về phòng ngủ. Ji-jong đã vô cùng lo lắng cho Hee-su và đứa bé trong bụng của cô, và rồi anh ta nói sẽ đuổi việc gia sư đi. Vì không muốn cô phải bất an thêm nữa, ra khỏi phòng thì Gia Ki-ung đang đợi sẵn Ji-jong ở cửa, cô ta bảo ngày mai sẽ nói rõ mọi chuyện với Hee-su. Lúc này Ji-jong bảo Hee-su đã có thai, anh ta cũng cảnh cáo Gia Ki-ung hãy trở lại đúng vị trí của mình. Đừng có làm mấy cái việc lấy trứng chọi đá. Sáng hôm sau Seo-hyun sang bên nhà phụ, định nói chuyện Gia Ki-ung chính là mẹ của Ha-jun. Nhưng lúc này Hee-su lại báo tin mình mang thai rồi, nghe đến đây thì Seo-hyun không dám nói đến chuyện đang định nói nữa. Cô sợ rằng em dâu không vượt qua được chuyện này sẽ có thể ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Seo-hyun đến gặp Ji-jong yêu cầu anh ta nói ra sự thật với vợ và để cho Hee-su quyết định sẽ làm thế nào. Lúc này Ji-jong nói mình đã biết Seo-hyun là người đồng tính. Nó cũng như một lời cảnh cáo đến chị dâu cả của mình. Phía bên Hee-su, cô cũng đang ráo riết điều tra ai là người tiết lộ tin tức về Ha-jun và cô. Còn cô gia sư Gia Ki-ung giả trước khi tính rời đi vẫn còn bày kế để vạch trần sự việc với Hee-su. Cô ta hẹn Ji-jong ra nói mình sẽ rời đi và tính hôn tạm biệt. Đồng thời cũng hẹn Hee-su ra nói lời tạm biệt, mục đích để Hee-su thấy mình hôn Ji-jong, nhưng nỗ lực cuối cùng này cũng bị thất bại. Nên cô ta lại tính nói trực tiếp với Hee-su, lúc này Hee-su đã nói mình đang mang thai và không muốn nghe những tin không tốt cho đứa nhỏ.
Cùng thời điểm này, Seo Hyun lại ngồi cùng Seo Emma để nói về tình cũ. Cô rất yêu người đó nhưng vì trách nhiệm mà bản thân phải gánh vác, nên không thể rũ bỏ tất cả để đến với nhau. Cậu bé Ha Jun ngoan ngoãn sau khi biết được mẹ kế của mình đang có thai. Cậu ta đã nói những lời yêu thương đến Hee-soo, nó còn nói mình yêu quý cô vô cùng và sau này sẽ giúp cô chăm sóc em bé thật tốt. Hee-soo xúc động ôm lấy đứa con mà mình yêu thương nhất. Ngày hôm sau tại bữa tiệc tri ân mà Seo Emma tổ chức, Hee-soo đã nhận được tin người tung ra tin tức về Ha-jun có tên là Hae-jin và cái tên này theo cô được biết đó chính là tên của mẹ đẻ Ha-jun. Cùng lúc này Seo Hyun cũng tìm đến, muốn nói với em dâu về chuyện Ja Ki-ung chính là Hae-jin vừa vặn thay cô gia sư đến tham dự tiệc mời và còn tự tin tiến đến giới thiệu mình tên là Hae-jin. Lời vừa dứt đã ăn ngay cái tát từ Hee-soo. Seo Hyun sau đó đã đưa Hee-soo về nhà để tĩnh dưỡng và cô ngay lập tức tiến hành xác minh chứng cứ để buộc tội mạo danh của Hae-jin, cô giúp việc và cô gia sư Ja Ki-ung thật. Cuối cùng đã phải chấp nhận đứng ra làm chứng cho sự việc này để bảo vệ cho em dâu và đứa con trong bụng. Seo Hyun gặp Hae-jin và cảnh cáo cô ta không được làm gì xâm hại đến an nguy của hai mẹ con Hee-soo. Lúc này Hae-jin vẫn cố chấp nói mình là nạn nhân và mình muốn lấy lại đứa con đã bị ép bỏ rơi bao năm qua. Ji-jong nhận được điện thoại của Hae-jin nói vợ mình đã biết mọi chuyện, anh ta trở về nhà và vẫn còn nói được mấy lời kiểu như mình yêu đương Hae-jin chơi bời thoáng qua nên còn không nhớ được mặt mẹ thằng bé. Những lời này Hee-soo không tin nổi nó được nói ra từ miệng của chồng mình. Cô đã không thể nhìn mặt Ji-jong thêm nên đuổi anh ta ra ngoài. Khi Ji-jong ra bên ngoài gặp Seo Hyun, anh ta nhận được một cái tát từ Seo Hyun. Cô tuyên bố cô sẽ bảo vệ em dâu và cháu mình, đồng thời cô cũng sẽ bảo vệ cho Trang Viên Hee-won này được bình yên. Ji-jong không thể làm gì hơn lúc này. Anh ta lại đến nơi quen thuộc, ném túi tiền cho nhân viên rồi lại ngồi xem võ sĩ đánh nhau dã man. Hee-soo sau khi suy nghĩ kỹ thì đã đến tìm Hae-jin nói cô ta có thể trả thù mình bị cướp con đi, nhưng hãy để yên cho Ha-jun lại mình chăm sóc. Nhưng Hae-jin nói mình quay lại không phải là để trả thù, mà cô muốn nhận lại con trai ruột của mình. Lúc này Hee-soo bảo thà là Hae-jin đến cướp lại Ji-jong đi thì hơn. Nghe xong mà Hae-jin cũng không tin được vào tai mình. Để bảo vệ an toàn cho Hee-soo, Hae-jin được giữ lại Trang Viên Hee-won nhưng sẽ chuyển sang nhà chính. Và Ju-jeon thì đổi lại sang nhà phụ làm thay công việc của cô ta. Cậu ấm Su-hook lúc này đã chống đối và nói với mẹ kế. Cậu ta yêu Ju-jeon và sẽ bảo vệ cho cô không giống như bố mình. Seo Hyun thì cố gắng nói cho con trai chồng hiểu, chuyện tình yêu của hai đứa là điều không thể có kết đẹp. Nên nếu Su-hook yêu Ju-jeon đến thế, thì không nên để cho cô ấy phải chịu bất hạnh sau này. Vì hiện giờ Ji-jong không chỉ có một mình Ha-jun nữa, do đó anh ta đã thay đổi kế hoạch của mình, sẽ giành lại những gì đã tính nhường cho anh trai cả trước đó. Và Ji-jong cũng tính phải đuổi cổ mẹ của Ha-jun đi, trong lúc hai mẹ con Hee-soo đi khám thai và đi ăn uống cùng nhau vui vẻ. Ji-jong và Hae-jin đã có một màn tranh cãi kịch liệt với nhau, hai con người tội lỗi đầy mình này đã cố chấp không nhận sai, mà vẫn tính chuyện làm theo mong muốn ích kỷ của bản thân mình. Cả hai đâu biết được rằng, lúc này cậu bé Ha-jun đã tâm sự với mẹ Hee-soo của mình. Cậu ấy đã biết cô gia sư chính là mẹ đẻ từ ngày bị ngã ngựa ở trường đua, rồi cậu bé cầu xin Hee-soo hãy cho cô gia sư ở lại trong gia đình. Lúc này Hae-jin đã bị Ji-jong tống cổ ra khỏi Trang Viên Hee-won, cô đã không thể vào bên trong dù được Seo Hyun ở phía sau giúp đỡ, không cam chịu phải rời xa con như thế này. Hae-jin ngồi bên ngoài cổng chính đợi và sau đó đã được Hee-soo và Ha-jun nhìn thấy trên đường về. Cô đã yêu cầu nhân viên cho cô giáo vào bên trong nhà cùng mình. Lúc này Hae-jin đã nói với Hee-soo, Ji-jong chính là người đưa mình đến đây. Hae-jin đã cố gắng nói với Hee-soo bộ mặt thật của Ji-jong, bọn họ đã qua lại với nhau được 2 năm rồi. Thậm chí bà Han cũng là người biết chuyện. Hae-jin nói Ji-jong tìm mọi cách đưa cô ta vào Trang Viên này, nhưng khi biết Hee-soo có thai thì anh ta lại bằng mọi giá đuổi cô ấy đi. Vậy cũng đủ biết người đàn ông này như thế nào rồi, vì chưa thực sự tin chồng mình có thể là người đàn ông tệ bạc đến thế. Hee-soo đã đến gặp bà Han để hỏi rõ chân tướng, cuối cùng cô đã biết được toàn bộ mọi việc, từ chuyện giả cái chết của Hae-jin cho đến chuyện đưa cô ta quay trở lại gần con mình, đều là do một tay của Ji-jong làm ra. Hee-soo lúc này đã không chịu được đả kích, cô thất thểu về nhà phụ với nỗi đau đớn tràn ngập trái tim, rồi từ chân của cô một dòng máu đỏ tươi đã chảy xuống. Đứa con mà cô trông mong đã quyết định rời xa mẹ của nó ngay trong giây phút này. Mợ cả Seo Hyun biết tin chạy đến, thấy Hee-soo ngồi khóc thảm thiết ở dưới sàn nhà. Cô đã bước đến ôm em dâu vào lòng an ủi, nhưng thực sự lúc này, bản thân cô cũng hoảng loạn và đau đớn không kém gì Hee-soo. Cứ như thế hai cô con dâu bất hạnh trong gia đình giàu có này, ngồi ôm nhau khóc mãi không ngừng. Hae-jin lúc này cũng đã vô cùng hối hận vì những chuyện mình đã gây ra, cô ta đã làm mẹ nên hiểu được. Tâm trạng của Hee-soo đang đau đớn đến nhường nào, sau khi trấn tĩnh lại Hee-soo nói với chị dâu. Cô sẽ cùng Ha-jun lành lặn rời khỏi nơi đáng sợ này, mợ cả Seo Hyun với trái tim mạnh mẽ và trách nhiệm bảo vệ những người thân quanh mình. Cô hứa với em dâu sẽ bằng mọi cách giúp Hee-soo đạt được những gì cô ấy muốn, anh trai cả đã rất ấm ức. Khi nghe tin Ji-jong chuẩn bị cướp lại vị trí tổng giám đốc của mình, anh ta gọi em trai ra thắc mắc. Ji-jong đã nói mình đưa Jin-ho lên vị trí đó, còn ở lại được hay không thì do năng lực của anh mình. Lúc này hai anh em trai tranh cãi nhau chuyện, ai mới là người được bố yêu chiều hơn. Khi Ji-jong nói bố muốn cho anh trai tốt nên kìm hãm mình, Jin-ho lại nói mình luôn bị chửi mắng còn Ji-jong toàn được bố khen. Bản thân Ji-ho cũng ngốc nghếch không biết được, ông Han vẫn thực sự rất yêu thương mình.
Còn bản thân Di Dong, dù có muốn được mắng cũng chẳng có cơ hội bởi anh ta chỉ là đứa con ngoài dã thú. Nên đương nhiên ông Han vẫn yêu ái dòng máu của mình hơn cả. Trở về nhà Di Dong đã không thấy vợ mình đâu. Du Jun nói mợ út thai nghén nên muốn ở riêng một mình. Khi Di Dong nhất định muốn tìm vợ thì Seo Hyun xuất hiện bảo anh ta hãy im lặng mà đợi đến khi Hee-su muốn gặp anh ta, mang theo thắc mắc về cư xử lạ lùng của vợ. Di Dong tìm đến tra hỏi bà Han. Có nói chuyện bí mật của hai người cho Hee-su biết không? Rồi hai mẹ con này lại tranh cãi chuyện ai là người thất hứa với ai. Lúc này Di Dong lại nói, việc biến người sống thành người đã chết là bà Han chứ không phải là anh ta. Ông anh cả thì sau đó đã kêu nhân viên trong nhà lục tìm thông tin bí mật của em trai cùng cha khác mẹ. Ông anh này cũng muốn tìm cách để loại bỏ thằng em giỏi giang sáng giá của mình. Cuối cùng thì Ji Ho biết được một tin khá sốc, rất có thể Ji Dong là người đồng tính. Bởi anh ta có một chiếc điện thoại bí mật, trong đó chứa toàn ảnh đàn ông cơ bắp cởi trần. Sau thời gian trấn tĩnh lại, Hee-su đã quyết định quay trở về nhà phụ. Cô xuất hiện với khuôn mặt tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra mấy ngày qua. Ji Dong đã nói chuyện với Hee-su. Anh ta sẽ làm theo lời của cô lên làm tổng giám đốc. Như thế sau này Ha Jun sẽ có cơ hội ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Khi Ji Dong thấy thắc mắc chuyện Hee Jin rời đi khỏi trang viên, anh ta không biết vợ mình làm gì mà Hee Jin lại rời đi dễ dàng như thế. Hee-su chỉ nói cô ấy làm việc có lợi cho con trai của mình. Không chỉ có Hee-su quyết định đứng lên sống cho bản thân mình, cậu ấm Su-hook cũng đã có quyết định cho con đường mình đi. Nên đã thẳng thắn tuyên bố trước hai bên gia đình, mình sẽ không tiến hành liên hôn như dự kiến, vì chuyện thích ai đó mà không thể nói ra cậu ta không làm được. Su-hook chấp nhận mất tất cả những gì được gọi là vật chất đầy đủ để được sống theo mong muốn của trái tim mình. Trong khi Ji Dong đang trông ngóng kết quả bầu lại tổng giám đốc mới, thì bất ngờ luật sư của ông Han xuất hiện thông báo sẽ tuyên bố di chúc của ông Han cho con cháu trong nhà. Bà Han được chồng để lại cho một biệt thự và đất ở quê, không có cổ phần của tập đoàn. Anh con trai cả Jin Ho được tài trợ tiền đi học cao học cũng không có cổ phần của tập đoàn. Con dâu cả Seo Hui nhận toàn bộ cổ phần của điện tử Hyun và quyền kinh doanh phòng tranh. Cô con gái Jin Hee nhận toàn bộ cổ phần ở bánh kẹo Hyun với điều kiện phải đi trị liệu tâm lý. Con dâu út Hee-su được nhận 30.000 cổ phần ở trung tâm thương mại Hyun, người con út mà ông Han nuôi khi không có dòng máu của mình. Cuối cùng chỉ nhận được chức giám đốc học viện Hyun và không có cổ phần ở tập đoàn. Cháu nội duy nhất Su-hook nhận một nửa cổ phần của ông Han và trở thành chủ tịch tương lai. Nửa cổ phần còn lại, trị giá hơn 150.000 cổ phần ông Han sẽ làm từ thiện. Tất cả con cháu trong gia đình đều nhận phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và vị trí của mình. Mỗi thành viên trong gia đình lúc này đều mang theo một tâm trạng riêng. Nhưng Ji Dong là người cảm thấy mất mát nhất, bao nhiêu năm qua anh ta nỗ lực làm vừa lòng ông bố. Cuối cùng thứ nhận về là con số 0, Ji Dong điên cuồng lao đến nơi đấm bốc, mang tâm trạng muốn giết người. Anh ta ra lệnh cho võ sĩ giết chết đối phương, bà Han vì không được nhận phần mà mình mong muốn. Bà đã lén mở nơi cất viên kim cương của chồng, cuối cùng phát hiện ra căn hầm chứa kỷ niệm tình yêu mà ông Han giữ kín bao năm. Với tính cách của mình, bà Han điên lên đập phá căn phòng bí mật nát bươm. Sau đó còn đến viện đánh mắng chửi bới ông Han thậm tệ, mà bà lại không biết chính hành động này đã giúp ông Han hồi tỉnh. Trong lúc Hee Jin đau khổ vì biết được sự thật phía sau cái chết của mình chính là từ Ji Dong mà ra, Hee-su đã cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng để nói chuyện với chồng của mình được nhẹ nhàng nhất. Mặc dù nhận ra vợ mình có những lời nói và hành động hơi khác lạ, nhưng lúc này Ji Dong cũng không quan tâm được nhiều hơn đến cô, bởi bản thân anh ta đang có quá nhiều vấn đề phát sinh, đến mức độ Ji Dong bị ám ảnh gặp ác mộng, bị cả vợ mình và tình nhân đuổi giết. Trong lúc bên nhà ông Han mọi chuyện đang rối tung, Hee Jin đã tìm luật sư chính thức muốn kiện lấy lại quyền nuôi con. Từ hai vợ chồng Ji Dong và Hee-su, luật sư sau khi phân tích tình huống của Hee Jin thì đã thấy không có cửa thắng. Nhưng Hee Jin nói anh ta bằng mọi giá phải giúp cô giành lại Ha Jun. Trong lúc đó tại nhà chính trong trang viên Hee-won, mọi người tập hợp ăn sáng và cũng nói về chuyện kiện tụng của Hee Jin trước những lời châm chọc thắc mắc về Ji Dong và cô gia sư. Hee-su nói mình không muốn nghĩ đến chuyện không vui đã xảy ra, cô sẽ bằng mọi giá thắng vụ kiện và sẽ chăm sóc cho Ha Jun và gia đình nhỏ của cô hạnh phúc sau này. Seo Hyun sau nhiều lần né tránh cô gái trong lòng mình thì cuối cùng cũng gặp lại tình cũ. Cô đã nói với bạn gái mình cô rất nhớ nhưng cũng không muốn gặp lại, bởi vì Seo Hyun không tự tin mình có thể vượt qua được cám dỗ hay không. Ji Dong sau khi nhận được chat của tòa án gửi đến về sự vụ giành quyền nuôi con, mặc dù Hee-su nói để cho cô xử lý sự việc nhưng anh ta vẫn tìm đến chỗ Hee Jin với tâm trạng kích động. Ji Dong lúc này đã tính đến giết Hee Jin. May mắn là Hee-su cũng vừa kịp đến nhà của Hee Jin, nghe tiếng của Hee-su thì Ji Dong mới dừng lại, nhìn thấy Hee Jin kinh hãi như thế. Hee-su đã cảnh cáo chồng mình, anh ta không thể quen thói cần thì dùng xong thì vứt bỏ. Chuyện Ji Dong và Hee Jin làm sai với cô, một mình cô sẽ là người xử lý Hee Jin. Ji Dong phải đứng yên cấm đụng tay vào. Sau trận cuồng phong của bà Han chút lên người ông Han thì ông đã tỉnh dậy và con cháu trong nhà lại mong sẽ nhận được thừa kế khác đi. Bởi tình huống hiện tại thì di chúc được công bố trước đó có thể sẽ không dùng đến nữa. Sau khi gặp lại người cũ về, tâm trạng của Seo Hyun vô cùng mệt mỏi, người phụ nữ thép trong tập đoàn. Lại có khoảng thời gian ngồi khóc tức tưởi ở một góc khuôn viên sau khi nghe giúp việc báo lại. Con trai chồng đang rất hạnh phúc với người con gái cậu ấy chọn. Khi Seo Hyun gọi Su-hook đến nói chuyện, cô chân thành hỏi cậu, thứ gì sẽ làm cho cậu hạnh phúc? Khi con trai của chồng nói, lúc mẹ mình bỏ đi rồi cậu đã nhận ra được một điều.
muốn cái này thì phải chấp nhận bỏ cái kia, ở vị trí của cậu thì cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với người thường. Nhưng cậu sẽ không muốn làm người mình yêu phải nhận tổn thương, nên cái ngai vàng mà ông nội để lại cậu thật sự không muốn nhận. Seo Hyun nghe Su Húc nói vậy đã hiểu ra con mình muốn gì, Seo Hyun đến gặp ông Han nói về việc. Cô ủng hộ Su Húc hủy hôn và theo đuổi tình yêu đích thực. Nghe vậy, ông Han đã biết phải làm gì thì tốt cho tập đoàn của mình, Su Húc thì không nhận thừa kế của ông. Còn Seo Hyun thì lại đã không còn lý trí mạnh mẽ nữa, cái ghế chủ tịch dù không muốn, nhưng sẽ vẫn là giao cho Ji Jong thì tốt hơn theo góc nhìn của chủ tịch Han. Ji Jong được ông Han gọi đến và lúc này anh ta cũng biết được Su Húc chuẩn bị tuyên bố từ chối thừa kế. Vậy là một màn kịch đầy nước mắt đã được công diễn, anh ta đã khóc lóc nói mình không còn cha mẹ ruột, giờ ông Han mà bỏ đi thì anh ta biết sống làm sao. Xong rồi tỏ ra vẻ không cần gì khác, ngoài việc mong ông Han sống thật khỏe mạnh. Và ông Han đã thực sự bị cảm động bởi đứa con riêng của người phụ nữ mình si mê. Cùng lúc này Hee-soo cũng được Seo Hyun nói cho biết. Ji Jong không phải là con đẻ của chủ tịch Han, mẹ của anh ta là bảo mẫu làm việc trong nhà ông Han. Hai người đến với nhau khi bà đang mang thai con của người đàn ông khác. Hee-soo nghe xong cũng thương cảm cho người đàn ông mình đã từng một thời yêu thương thật lòng. Cuối cùng thì phiên tòa xét xử quyền nuôi Ha-jun đã diễn ra. Bằng tình cảm chân thành nhất dành cho đứa bé, Hee-soo đã nói cho quan tòa hiểu cô thực sự yêu thương và lo lắng cho Ha-jun như thế nào. Cô đồng ý với lời buộc tội của Hae-jin về Ji Jong là một người bố tồi và cô nói trong ba người chỉ có cô là người duy nhất có thể mang đến cho con trai Ha-jun của mình cuộc sống tốt đẹp nhất. Cuối cùng tòa đã tuyên bố đơn kiện của Hae-jin bị bác bỏ. Cùng lúc này Ji Jong cũng chính thức được ông Han cho nắm quyền chủ tịch thay mình. Hee-soo sau đó gặp Ji Jong và nói lời chúc mừng trước chủ tịch. Rồi cô đưa cho anh ta món quà là đơn ly hôn. Phiên tòa kết thúc với ánh nhìn đầy ẩn ý của ba người phụ nữ với nhau và lúc này Ji Jong cũng nhận ra rằng anh ta đã bị cả hai người từng là phụ nữ của mình qua mặt. Câu chuyện quay trở lại ngày Hee-soo bị sảy thai, Hae-jin đã rất ân hận vì mọi chuyện. Cô đã xin Seo Hyun giúp đỡ cho mình được gặp Hee-soo sau một thời gian Hae-jin chăm sóc và thuyết phục Hee-soo. Cuối cùng Hee-soo cũng đã trấn tĩnh lại và biết mình cần làm gì. Sau đó Hee-soo và Hae-jin dưới sự hỗ trợ và tư vấn của Seo Hyun đã bày ra một màn kịch kiện tụng rất chân thật, mục đích là để Ji Jong mất cảnh giác, lợi dụng thông tin từ Hae-jin trên tòa. Để làm hỏng hình ảnh đẹp của Ji Jong và thuận lợi cho chuyện ly hôn của Hee-soo sau này, Seo Hyun lúc này gặp Ji Jong kêu anh ta nên từ bỏ. Khi mọi chuyện chưa nghiêm trọng hơn, nhưng làm sao mà Ji Jong có thể bỏ qua được. Chiếc ghế chủ tịch anh ta khát khao bao lâu như thế, hai người tranh cãi dọa dẫm qua lại về điểm yếu của đối phương, lúc này Seo Hyun cũng thẳng thắn nói. Kể cả bây giờ nói chuyện cô đồng tính cô cũng không quan tâm, anh trai cả đang bị giữ tại nơi cai nghiện rượu hay tin Ji Jong lên chức chủ tịch tập đoàn thì đã trốn về. Việc đầu tiên anh ta làm là đuổi cổ cô gái Du Jeon đã làm cho con trai của anh ta đảo điên, tiếp theo thì ông bố đánh chửi con trai ngu si dại gái. Rồi lại điên cuồng trách mắng vợ mình quán xuyến gia đình không tốt nên mới làm con trai của anh ta ra nông nỗi này. Sau cùng Jin Ho đến gặp bố cầu xin cho con trai mình thêm cơ hội nhưng đổi lấy là lời xin lỗi của ông Han mà thôi. Hee-soo sau khi gặp Sơ Emma và nghe cô kể lại về cuộc đời thảm thương của Ji Jong, Sơ Emma ngày xưa đã rất yêu ông Han, nhưng ông ấy thì lại yêu sâu đậm người phụ nữ tên Mia. Dù cho cô ấy đang mang thai với người đàn ông khác, Hee-soo cũng thấy rất thương người đàn ông tên Ji Jong, tuy nhiên chuyện của cô và anh ta không thể có kết cục khác hơn. Cô đã quyết định sẽ đưa Ha-jun ra khỏi nhà họ Han và cũng quyết định sẽ chuyển hết cổ phần của mình cho Seo Hyun. Sau khi về nhà Ji Jong gặp Hee-soo thì đã bảo cô làm gì cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng. Lúc này Hee-soo cũng nói vì nghĩ đến con nên sẽ không thể sống được cùng anh ta. Ji Jong nói vậy ở lại sinh em bé ra rồi hãy rời đi. Lúc này Hee-soo đưa chìa khóa phòng của con nhỏ cho Ji Jong bảo anh ta lên xem. Khi Ji Jong mở cửa ra thì thấy trong đó có duy nhất một bộ váy dính đầy máu của Hee-soo. Lúc này cô nói con của mình đã chết rồi và chính Ji Jong là người đã giết nó. Sau đó Hee-soo cũng qua gặp mẹ chồng báo với bà mình sẽ ly hôn. Cô trách cứ bà Han dù không đẻ ra Ji Jong nhưng cũng nên nuôi dưỡng anh ta tử tế một chút. Vậy thì có lẽ không có một Ji Jong như ngày hôm nay, cũng không còn gì phải giữ kẽ nữa. Hee-soo đã nói làm dâu của bà Han bao nhiêu ngày là cô mệt mỏi từng đó ngày. Sau đó Hee-soo tìm đến công ty giải trí, nói chuyện mình chuẩn bị quay lại việc đóng phim. Nhưng Ji Jong đã dùng quyền lực của mình làm áp lực lên các công ty giải trí, để Hee-soo không có cơ hội quay lại công việc. Qua ấm ức vì bị bố đối xử không công bằng, Jin Ho đã tìm hiểu và phát hiện ra nơi chứa đam mê tàn bạo của Ji Jong. Sau đó anh trai tìm đến em trai lật bài ngửa với nhau. Jin Ho nói mình nhường Ji Jong vì nghĩ vẫn cùng là con của bố. Nhưng nếu như không có gì liên quan đến nhau, từ giờ anh cũng không cần phải kiêng nể người ngoài như Ji Jong. Nhưng người như Jin Ho đâu phải là đối thủ của Ji Jong, đến nói chuyện thôi anh ta cũng bị thằng em át vía. Và đành mang theo ấm ức quay về, cuối cùng ông chồng Jin Ho đành phải nói với vợ. Hãy giúp anh ta kéo Ji Jong xuống, thà để cô làm chủ tịch còn hơn là hắn ta, rồi Jin Ho nói cho Hee-soo biết. Bí mật kinh rợn của Ji Jong mà anh vừa phát hiện ra, Hee-soo và Hae-jin sau đó tìm đến nơi đấu võ. Dù cũng biết Ji Jong là người có vấn đề, nhưng khi tận mắt chứng kiến nơi mà anh ta xả cơn điên loạn, thì cả hai người phụ nữ đều cảm thấy kinh hoàng. Phía nhà ông chủ tịch, sau khi từ viện về nhà đã bị bà vợ mắng chửi đuổi ra khỏi cửa. Trước sự ngạc nhiên của ông chồng, bà Han nói mình nhìn thấy ông thì muốn cho bom nổ cái căn phòng bí mật kia ra.
Nghe đến thế, ông Han cũng không biết phải nói sao. Cuối cùng, ông Han chuyển sang nhà phụ ở cùng với vợ chồng Ji Jong. Sau toàn bộ mọi chuyện xảy ra, Seo Hyun càng thêm quyết tâm lật đổ Ji Jong. Cô tìm đến gặp Su Húc, nói với con hãy mang Ju Jeon về nhà chính thức giới thiệu. Cô sẽ là người đầu tiên công khai ủng hộ cho hai con. Cô cũng nhờ Su Húc ủng hộ mình kiềm chế con người đáng sợ tên Ji Jong lại. Cô phải bảo vệ tập đoàn Hyun của gia đình. Cuối cùng, Seo Hyun nói với con riêng của chồng, hãy sống thật hạnh phúc với người cậu ấy yêu thương chứ đừng như cô. Trên đường về nhà, Seo Hyun đã không kiềm chế được. Cô chạy ra sân bay muốn nhìn thấy người con gái mình yêu trước khi cô ấy rời đi. Seo Hyun ôm cô bạn gái nói hãy đợi mình thêm một thời gian nữa. Cô sẽ là người chủ động tìm gặp cô ấy. Sau đó cô đến gặp bố chồng để nói về chuyện lên chức của Ji Jong. Cô mong ông Han hãy lý trí hơn để có thể bảo vệ được tập đoàn. Trong lúc Seo Hyun gặp ông Han thì Ji Jong đi đến căn phòng bí mật, là nơi hẹn hò của mẹ mình và ông Han ngày trước. Tại đây Ji Jong đã như phát điên lên khi nhìn thấy di ảnh của mẹ mình. Anh ta đã ngồi khóc thảm thương khi nhớ lại người mẹ này đã từng nói thà bà ấy không sinh ra mình thì tốt hơn. Khi trở về nhà đối mặt với người vợ mình đã từng yêu, Ji Jong nói anh ta sẽ không bảo vệ Hee-soo nữa. Vì giờ cô không còn mang thai con của anh ta, Hee-soo cũng nói mình nhất định không để cho Ji Jong làm ảnh hưởng đến con trai Ha-jun của mình. Rồi cô nói mình sẽ cho thằng bé đi du học cùng với gia sư, người gia sư đó lại chính là mẹ đẻ của Ha-jun. Ji Jong mang trong người biết bao nhiêu là tham vọng, chưa kịp hưởng thành quả cho chuỗi ngày nỗ lực thì bất chợt biến cố xảy ra. Hai ngày trước khi lễ nhậm chức của Ji Jong diễn ra, anh ta đã gặp tai nạn và tử vong. Trong lễ tang của Ji Jong, mỗi người trong nhà họ Han đều mang nhiều gánh nặng trong lòng. Nhất là Sơ Emma, người duy nhất tận mắt nhìn thấy Ji Jong nằm trong vũng máu trong nhà chính. Bà đã đến báo án với cảnh sát và nghĩ đó là một vụ giết người, chứ không như những gì bác sĩ Kim của gia đình nói, là Ji Jong chết do nhồi máu cơ tim. 7 ngày sau vụ án xảy ra, Sơ Emma một lần nữa kể lại chi tiết tình hình lúc mình nhìn thấy Ji Jong cho thanh tra Baek nắm được. Bà nói lần đầu nhìn thấy Ji Jong nằm với một người nữa ở bên dưới. Sau khi quay lại thì thấy Hee-soo trên cầu thang, người nằm cạnh Ji Jong đã không thấy đâu. Thanh tra Baek tiếp nhận thông tin từ Sơ Emma và bắt đầu quá trình thẩm vấn những người trong nhà ông Han. Hee-soo đã bị mất trí nhớ và bảo mình không nhớ được bất kỳ chuyện gì. Seo Hyun thì khẳng định với thanh tra em chồng bị nhồi máu cơ tim nên đã chết, chứ không phải là ngã cầu thang như Sơ Emma khai. Jin Ho và Jin Hee thì nói những câu thể hiện sự vui mừng về cái chết của người mình ghét bỏ. Thời gian quay lại 11 ngày trước khi xảy ra tai nạn, Ji Jong thuê sát thủ giết anh trai của võ sĩ khi biết anh này đang tính ra làm chứng cho thú vui dã man của anh ta với báo chí. Tiếp đó Hae Sin cũng bị sát thủ bám theo, cũng may là cô kịp thời phát hiện ra và thoát khỏi hắn ta. Tình hình ngày một nhiều nguy hiểm vì Ji Jong đang dần lên cơn điên loạn, anh ta sẽ làm mọi việc để bảo vệ hình ảnh và an toàn của bản thân. Người mà Ji Jong nhắm đến sau đó là anh cả Jin Ho. Mặt Jin Ho được lên trang nhất báo với giật tít. Lý do không được kế vị ngai vàng là vì nghiện rượu nặng. Jin Ho chạy đến tố cáo Ji Jong với ông Han, nhưng ông chủ tịch chỉ quan tâm đến sự an nguy của tập đoàn nên cũng không muốn tranh luận thêm với thằng con trai bất tài vô dụng của mình. Bất ức quá nên Jin Ho đã lấy viên kim cương ra treo giải cho giúp việc xong tay. Kêu anh ta giết Ji Jong thì sẽ giúp anh ta bán được viên kim cương kiếm 20 tỷ won. Thêm nữa, Ji Jong lúc này lại nói với Hae Jin, hãy trừ khử Hee-soo thì sẽ được ở bên anh ta và con trai Ha-jun của mình. Seo Hyun thì tập hợp các chú bác trong ban hội đồng quản trị, nói rõ tình hình của Ji Jong và mối nguy hiểm cho tập đoàn khi để Ji Jong lên nắm quyền chủ tịch. Cả gia đình ông Han rối loạn vô cùng với quyết định của ông. Ji Jong đã gọi luật sư Choi lên để dọa sẽ cho anh nghỉ việc sau khi anh ta nhậm chức vì tội anh Choi đứng về phía của Seo Hyun. Với tình hình này, sự an toàn của luật sư cũng là điều đáng quan tâm. Seo Hyun để tránh bị Ji Jong chơi xấu nên cô đã tính sẽ công khai về giới tính thật của mình. Trước đó cô cần nói với Jin Ho về mọi chuyện. Anh chồng nghe vợ mình nói về người tình cũ không quên của cô ấy là con gái, sau một hồi ngơ ngác ngã ngửa thì cũng nói anh ấy không sao. Thà là nữ còn hơn là nam, Hee-soo sau khi được người em trai võ sĩ cho xem đoạn video anh trai anh ta trước khi chết đã ghi hình lại nói Ji Jong là thủ phạm, cô vẫn muốn để Ji Jong hồi tâm chuyển ý và tự thú mọi chuyện. Trước khi cô sẽ tố cáo toàn bộ việc làm của Ji Jong, Hee-soo đã đến gặp Ji Jong đưa tối hậu thư cho anh ta nhưng Ji Jong vẫn cố chấp không nghe. 4 ngày trước khi xảy ra tai nạn, một bữa ăn của các thành viên trong gia đình không có mặt ông Han và Ji Jong. Hee-soo đã thông báo với mọi người cô sẽ đệ đơn ly hôn và Ji Jong tới đây sẽ bị điều tra do bị tình nghi giết người, nên cô sẽ cho Ha-jun đi du học sớm hơn dự định. Vì không muốn con trai nghe những tin không tốt về bố của mình, trong lúc Hee-soo nói với mọi người trong nhà các sự việc đang diễn ra, Seo Hyun cũng gặp ông Han nói chuyện Ji Jong giết người cho ông chủ tịch biết. Cô nói mình nhất định sẽ phải bảo vệ sự an toàn của tập đoàn và cả toàn bộ người trong trang viên Hee-un. Ông Han nghe con dâu báo lại tình hình thì đã rất đau lòng. Ji Jong lo mất con nên đã cho người bắt Ha-jun đi lúc tan trường. Hae Jin đã phải điện thoại cho Seo Hyun nhờ trợ giúp. Ngay lập tức thư ký trưởng của Ji Jong được gọi đến. Seo Hyun nói Ji Jong sắp tiêu rồi nên tốt nhất anh này nên biết phải đi theo ai. Sau đó thì cậu bé đã được thả ra chạy đến chỗ cô giáo của mình. Ha-jun hiểu chuyện nên không có chút hoảng sợ,
Nó còn nói lời cảm ơn đến Hae-jin vì đã sinh nó ra trên đời. Hae-jin sau đó trở về nhà đã nói Ji-jong là người bố tồi không nghĩ cho thằng bé. Tốt nhất là anh ta nên chào tạm biệt con trước khi nó rời đi. Thanh tra Baek có lệnh khám xét Chan Viên Hee-un nên đã đến gặp toàn bộ mọi người trong gia đình nhà ông Han. Nhưng cũng không thu nhận được thêm thông tin gì, không những thế còn bị bà Han mắng chửi thậm tệ và đuổi ra khỏi nhà, tại sở cảnh sát. Thanh tra Baek và Trung úy Hoang đã dựa vào hiện trường điều tra suy đoán, rất có thể Ji-jong bị đàn ông đẩy ngã mạnh xuống mới gây tử vong ở độ cao như thế này. Trở lại 4 ngày trước khi xảy ra tai nạn, ông Han sau khi nghe con dâu cả nói về Ji-jong thì đã gọi anh ta đến nói chuyện. Ông bảo đứa con út không có dòng máu của mình, hãy từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Vì ông và mọi người thực sự muốn tốt cho anh ta, nhưng Ji-jong không nghe ông Han, anh ta chỉ nói mỗi câu con không thể rồi quay người đi ra. Rồi anh ta còn kêu giúp việc trong nhà đi viện lấy về cho mình một liều thuốc ngủ, nếu có thể gây chết người thì càng tốt. Cùng lúc này Sơ Emma cũng được Hee-soo mời đến gặp em trai của người anh võ sĩ vừa bị giết, cô muốn nhờ Sơ thuyết phục Ji-jong dừng lại những chuyện xấu này. Vì cô biết Sơ Emma và Ji-jong rất thân thiết với nhau, đối mặt với đứa con dặn dò bố giữ sức khỏe và còn nói lời yêu với mình. Tâm tình của Ji-jong càng thêm hỗn loạn, tuy nhiên lúc này Ji-jong đã mù quáng không còn lý trí. Anh ta đã không thể dừng tay được nữa rồi, nên kể cả khi Sơ Emma quỳ xuống xin lỗi và nói anh ta đừng làm thêm điều sai trái. Ji-jong cũng chỉ nói giờ đã có tất cả trong tay, anh ta sẽ không dừng lại. Và còn mong bà khuyên Hee-soo đừng cản chân anh ta 3 ngày trước khi tai nạn xảy ra. Cảnh sát đã bắt được thủ phạm giết hại người anh trai võ sĩ, tuy nhiên vì đã được Ji-jong tẩy não với cả một túi tiền to vật, nên tên này lại thú nhận mình giết người vì ân oán cá nhân, chứ không nhận là Ji-jong đã sai khiến mình 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn. Thì Ji-jong lại nhận thông tin lễ nhậm chức của mình bị hoãn lại, mọi chuyện đều không theo như ý muốn khiến cho anh ta bất an và hoảng loạn vô cùng. Một ngày trước ngày xảy ra tai nạn, anh giúp việc xong te cũng vật vã trong suy nghĩ. Nên làm gì trong tình huống như thế này? Bên cạnh đó, quản gia Du cũng mang trong mình bao nhiêu ưu tư lo lắng. 10 ngày sau khi tai nạn xảy ra, cả nhà ngồi ăn cơm và nói về vấn đề của Ha-jun. Ai cũng thấy Hee-soo không nên để thằng bé đi du học, nhất là còn ở cùng cô gia sư Hae-jin. Lúc này Hee-soo nói, dù sao thì hiện giờ máu mủ duy nhất của Ha-jun chính là mẹ đẻ của nó. Cô thì lại không nhớ được mọi chuyện quá khứ nên cô nghĩ Ha-jun ở với mẹ nó lúc này là tốt nhất cho con. Người lớn trong nhà đau khổ một thì cậu bé Ha-jun đau khổ gấp nhiều lần, đón nhận một lúc nhiều sự cố. Bố thì đã mất giờ chỉ còn mẹ, người mẹ mà nó yêu quý nhất lại không nhớ được ra em ấy. Bản thân Ha-jun đã rất buồn vì chuyện này, cậu bé nói với cô giáo. Trước đây mình sợ nhất là mẹ bỏ đi sau khi cô giáo xuất hiện, nhưng hiện tại mẹ không nhớ được mình còn làm nó đau khổ hơn. Đứng bên ngoài nghe con trai mình nói như thế, Hee-soo cũng đau khổ vô cùng, cô tìm đến gặp Sơ Emma nói chuyện. Mong là mình có thể nhớ lại được gì đó, Sơ Emma kể cho Hee-soo về Ji-jong. Ở với mẹ đã bị mẹ bạo hành vì anh ta quá giống bố ruột của mình, ông Han thì không thực sự coi anh ta là con đẻ. Như đã nói với người tình của mình, Sơ Emma nói Ji-jong đã có một cuộc đời thật sự đau khổ, nếu bà mà biết được tình trạng của anh ta như thế sớm hơn thì đã có thể giúp anh được sớm hơn, nhưng cuối cùng thì đã quá muộn để thay đổi. Nhân cách méo mó của Ji-jong đã được hình thành trong sự nuôi dưỡng không vẹn toàn ở nhà ông Han mất rồi. Cuối cùng ông Han đã bảo con dâu cả, mình muốn đốt hết toàn bộ di vật của bà Mi-ja và giải cho ở nơi an táng Ji-jong để chấm dứt toàn bộ quá khứ từ đây. Lúc này thanh tra Baek vẫn đang miệt mài tìm kiếm thông tin, anh này phát hiện ra chuyện trước đây Hee-soo đã từng đóng một vai mất trí nhớ. Nên anh này nghi ngờ có thể cô đang diễn với tất cả mọi người trong lúc thanh tra Baek đến nhà gặp Seo-hyun. Chất vấn chuyện Hee-soo mất trí nhớ thật hay giả thì lại được Trung úy Hoang báo tin. Hee-soo đã vào viện cấp cứu ngày xảy ra tai nạn của Ji-jong vì cô ấy cũng bị thương rất nặng. Lúc này thanh tra Baek nói với Seo-hyun, người ngất nằm cạnh Ji-jong như lời của Sơ Emma nói. Là Hee-soo chứ không ai khác ở đây, nhưng Seo-hyun lại nói nếu thế người mà Sơ Emma thấy đứng trên cầu thang là ai vì chính bà cũng khẳng định là Hee-soo đứng trên nó. Thanh tra Baek sau đó cố gắng tìm hiểu ai đã đưa Hee-soo vào viện hôm đó và cuối cùng đã tìm được một đoạn ghi hình có liên quan. Anh ta cũng cố gắng để liên lạc với Song Tae nhưng không được, nhưng vẫn nhất quyết không bỏ cuộc nên thanh tra Baek lại đến gặp Hee-soo nói muốn hỏi Ha-jun mấy câu. Khi thấy Hee-soo lao ra đỡ con trai tránh chiếc xe tải đang lao đến, anh thanh tra càng thấy suy đoán của mình về việc Hee-soo đóng kịch là chính xác. Cùng lúc này, phía Trung úy Hoang đã xác nhận được hình ảnh người đưa Hee-soo vào viện hôm đó lại chính là Seo-hyun một ngày trước tai nạn xảy ra. Hee-soo nói cho Ji-jong biết mình có chứng cứ chứng minh hành động giết người của anh ta. Ji-jong lúc này như con chó điên, anh ta nói mình sẽ không để cho Hee-soo và Seo-hyun đạt được mục đích. Lúc này anh ta cũng nói ra chuyện Seo-hyun đồng tính, Hee-soo cũng rất đỗi ngạc nhiên vì chuyện này. Nhớ đến lời Seo-hyun đã nói với mình, trước khi kết hôn không có bạn trai nhưng từng có người tình. Khi nhìn thấy chị dâu về, Hee-soo đã tiến đến khoác tay Seo-hyun, rồi hai chị em chọn váy cho tiệc đính hôn của Su-hook và Ju-jeon.
Seo-hyun lúc này động viên Hee-soo phải cố gắng vượt qua mọi chuyện. Hee-soo cũng ôm Seo-hyun nói, mình sẽ luôn ở bên ủng hộ và bảo vệ cô hết sức. Chuyển cảnh đến thời điểm sau cái chết của Ji-jong, sau khi phát hiện ra người đưa Hee-soo vào viện là Seo-hyun. Thanh tra Baek hỏi cô thì mới biết lúc xảy ra sự vụ, ngoài cô và Hee-soo thì có nam giúp việc Song-tae cũng vừa chạy vào bên trong nhà. Để giải đáp cho việc không ai thấy Seo-hyun đưa Hee-soo ra ngoài theo đường cửa chính, Seo-hyun nói nhà mình có vài con đường bí mật những lúc cần thiết sẽ sử dụng. Sau đó cô khẳng định với thanh tra Ji-jong tự soát mà chết do đã bị dồn vào đường cùng. Mất ghế chủ tịch còn bị tình nghi giết người. Về phía anh chàng Song-tae sau khi ra nước ngoài thì đã áy náy không chịu được nên đã điện thoại nói với Jin-ho mình không giết chết Ji-jong. Đúng lúc này thanh tra đến tìm Jin-ho hỏi sao anh ta lại đặt vé máy bay cho giúp việc đi như thế. Jin-ho để giấu sự thật thì đã nói mình yêu quý người giúp việc hơn bình thường một chút, trong nhà đã phát sinh bàn tán. Do vậy anh mới bảo Song-tae rời đi xa một thời gian, Hee-soo thì đã phải tìm đến gặp bác sĩ tâm lý, cô đã căng thẳng mệt mỏi trong suốt thời gian vừa rồi nên gặp ác mộng hàng đêm. Cô nói mình không thể quên được ánh mắt của Ji-jong nhìn mình trước khi chết, anh thanh tra lúc này vô cùng xoắn não. Vì toàn bộ lời khai của những thành viên trong gia đình ông Han, xem lại video quay cảnh đám tang của Ji-jong, thì lại phát hiện biểu cảm của Hee-soo không có chút đau đớn gì, anh thanh tra đang hoài nghi Hee-soo có thể là đang giả vờ mất trí. Và cô cũng có thể là người thực sự đã giết Ji-jong, luật sư Choi đến gặp Seo-hyun sau khi được phục chức. Anh báo với Seo-hyun thanh tra Baek vẫn quyết tâm đeo đuổi vụ án cho tới cùng nên đã tìm đến bác sĩ của gia đình ông Han. Nhưng luật sư Choi nói Seo-hyun yên tâm vì bệnh sử của mẹ Ji-jong cũng là qua đời vì bệnh tim nên đây có thể coi là bệnh di truyền. Sau khi Ji-jong qua đời, người như bà Han dù vô cùng ghét bỏ anh cũng trở nên buồn thương thảm thiết. Đến mức độ thích ăn là thế cũng không nuốt nổi miếng nào, bà đã ra bên ngoài dặn dò con công của mình. Dù con gõ kiến không phải là con đẻ của nó thì cũng cố gắng mà nuôi con cho thật tốt vào. Ông Han thì ngày ngày ngồi trong căn phòng bí mật, nhìn ảnh con trai của người tình mà liên tục nói lời xin lỗi tới Ji-jong, hay Jin vô tình lại nhìn thấy Hee-soo làm bánh quế cho Ha-jun ăn. Cô nghi ngờ Hee-soo đã nhớ lại mọi chuyện và nghe Ha-jun cũng nói mẹ nó đã phục hồi trí nhớ rồi. Bản thân Hee-jin cũng rất muốn biết sự thật về cái chết của Ji-jong. Sau tất cả mọi chuyện thì ông Han đã sai Jin-ho đốt hết mọi thứ liên quan đến bà Mi ra đi. Lúc này Jin-ho cứ nghĩ đến lời của Song-tae nói cậu ta không giết Ji-jong bên nhà chính. Quản gia Ju đã đưa hai chai thuốc độc ở phòng của Song-tae báo cáo lên cho Seo-hyun. Sau đó Seo-hyun gọi hai người giúp việc đã phát hiện ra hai chai khí độc đến và kêu bọn họ hãy tự biết xử lý hai cái chai như nào thì tốt cho tất cả mọi người. Mang theo khúc mắc trong lòng, Hee-jin hỏi Hee-soo về cái chết của Ji-jong. Hee-soo chỉ nói cô càng biết ít càng đỡ hại vào thân. Thanh tra Baek thì lại tìm đến thẩm vấn Seo-ema về chuyện bà đã làm gì và nói gì với Ji-jong sau khi được gặp em trai của người võ sĩ đã chết. Khi được hỏi lý do tại sao đến trang viên Hee-un vào ngày hôm đó, thì bà nói do mình nhận được cuộc gọi từ Ji-jong, anh ta bảo với bà mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Bà đến bữa tiệc thì không thấy Ji-jong ngồi cùng mọi người. Hỏi Song-tae mới viết Ji-jong đang ở trong nhà chính nên đi vào đó. Và cũng lúc này Song-tae gọi cho thanh tra nói mình không giết người, mình đã mở cửa hầm cho Ji-jong ra. Anh ta không chịu được gánh nặng khi biết mọi người sẽ nghĩ mình giết cậu chủ, lúc này trong nhà chính. Hee-soo ngồi nói chuyện với Seo-hyun, hai chị em đều có bí mật giấu trong lòng không thể nói ra với đối phương. Cả hai đang cố gắng để bảo vệ cho người mình yêu quý. Lúc này thanh tra Baek cũng nghe đến căn hầm trong nhà chính nên đã tìm đến để muốn được xuống xem xét căn hầm bí mật đó. Mặc dù Jin-ho phản đối nhưng Seo-hyun lại cho thanh tra vào đó xem. Khi thanh tra Baek vào bên trong, lại thấy Hee-soo đang ngồi ở trong căn phòng với thái độ vô cùng bình thản. Thanh tra Baek hỏi Hee-soo có phải chính cô đã giết chồng mình hay không. Lúc này Hee-soo đã nói có cảm giác là cô làm gì đó với Ji-jong. Nhưng cô lại không nhớ được chuyện gì cả thì làm sao bây giờ. Cuối cùng sau bao nỗ lực muốn tìm ra sự thật mà không được, thanh tra Baek đã phải khép lại vụ án. Vì không tìm được chứng cứ Ji-jong bị sát hại, quản gia Ju định bỏ trốn đi trong đêm nhưng đã bị Seo-hyun bắt gặp. Cô ta đã phải kể lại toàn bộ những gì cô ta biết cho Seo-hyun nghe, sau đó để an ủi anh chồng hờ của mình. Seo-hyun nói cho anh ta biết anh không giết chết Ji-jong. Vì thế hãy yên tâm sống an lành quãng đời sau này, vụ việc liên quan đến Ji-jong cuối cùng cũng khép lại. Seo-ema đã rời khỏi nhà thờ đến nơi ở mới, Ju-jeon cũng chuyển đến trang viên Hee-un dưới thân phận cháu dâu trưởng của ông Han. Seo-hyun đảm nhiệm việc hướng dẫn cô con dâu học tập và rèn luyện để sau này gánh vác được trọng trách làm dâu trong gia đình. Bữa tiệc đón cháu dâu mới cũng được diễn ra trong bầu không khí thoải mái. Su-hook nói với mọi người cậu sẽ lo lắng cho Ha-jun. Sau khi cậu bé đi du học về, Seo-hyun cũng nói rõ cho mọi người biết người mẹ của Ha-jun chính là Hee-soo. Và người đi cùng thằng bé du học chỉ là gia sư của cậu bé mà thôi. Cả nhà ông Han đến giờ vẫn coi Ha-jun là con cháu trong nhà. Lúc này Seo-ema nghe thanh tra Baek nói về kết quả điều tra cái chết của Ji-jong, bà cũng đã phải chấp nhận bỏ qua mọi chuyện và sống tiếp cuộc sống với mặc cảm tội lỗi của mình.
Sau bao nhiêu ngày né tránh, thì cuối cùng Hisu lấy hết can đảm tìm đến cầu thang nơi xảy ra tai nạn. Lúc này cô đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong cái ngày đau thương đó. Cuối cùng thì chân tướng sự việc liên quan đến cái chết của Ji Jong đã được sáng tỏ. Câu chuyện chính là, trong lúc diễn ra buổi lễ đính hôn, Jin Ho nhận điện thoại em rể nói mình bị tai nạn nên anh đi đến bệnh viện. Giúp việc xong tay thì nói với Ji Jong, Jin Ho đang đợi trong phòng bí mật nên Ji Jong đi vào đó gặp anh trai. Cùng thời điểm này, Seo Hyun thì nhận tin nhắn của luật sư Choi muốn nói chuyện, cô cũng đứng dậy đi vào thư phòng làm việc. Khi Ji Jong vào tầng hầm thì không thấy Jin Ho ở đâu, còn Song Tae thì đã quyết định xử lý Ji Jong để lấy sợi dây chuyền trị giá 20 tỷ, nên anh ta khóa nhốt Ji Jong ở trong hầm bí mật và mang hai chai khí độc đổ vào ống dẫn khí xuống hầm. Chỉ sau mấy phút trôi qua thì dưới tầng hầm Ji Jong đã vô cùng khó thở vì hít phải khí độc. Anh ta gọi quản gia Du và bà này đã phát hiện ra Song Tae có thể đã hành động, nên chạy vào bên trong nhà chính. Lúc này Hisu cũng cố gắng lần cuối cho Ji Jong cơ hội đầu thú. Cô nhắn cho anh ta đoạn video người anh võ sĩ trước khi chết, Ji Jong ở dưới tầng hầm gọi cho Hisu cầu cứu, nhưng đã không thể nói được gì mà ngã lăn ra đất. Hisu nghe thấy dấu hiệu lạ đã vội vàng chạy vào bên trong nhà chính, anh chàng giúp việc Song Tae. Dù tính làm việc xấu nhưng bản chất vốn lương thiện nên cuối cùng đã không chịu được. Anh ta sau đó khóa van ống dẫn khí và chạy vào nhà kéo Ji Jong thoát ra khỏi tầng hầm, rồi sau đó sợ hãi chạy ra bên ngoài bữa tiệc. Lúc này Ji Jong thấy Hisu đi vào thì lại nghĩ cô đã sai người giết mình. Anh ta nói mình là người chưa từng sở hữu thứ gì trong đời. Bây giờ mới có chút thành tựu lại bị Hisu phá hủy. Anh ta gào lên và đưa tay bóp cổ Hisu thật chặt trong niềm căm phẫn tột cùng. Trong giây phút nguy cấp, quản gia Du đã cầm bình cứu hỏa đập vào Ji Jong, khiến anh ta và Hisu cùng nhau ngã xuống phía dưới. Đầu Ji Jong va vào thành cầu thang nên ngay lập tức đã tử vong. Hisu thì đau quá ngất lịm đi khi ngã xuống. Trước khi ngất đi, cô còn nhìn thấy ánh nhìn đầy nước mắt của Ji Jong hướng về phía mình. Đồng thời lúc này Sơ E tìm vào nhà chính gặp Ji Jong thì nhìn thấy Ji Jong nằm trên vũng máu với một người nữa đã hốt hoảng chạy ra ngoài. Nhưng sau đó bà lại chạy quay trở lại thì chỉ còn thấy có mình Ji Jong nằm dưới sàn. Và Hisu thì đang đứng ở cầu thang lên tầng 2. Hóa ra trong lúc Sơ E Ma chạy ra ngoài, Seo Hyun xong việc đi ra thì đã nhìn thấy Hisu và Ji Jong nằm bên dưới. Cô chạy đến đỡ Hisu lên trên và quay lại cất bình cứu hỏa đi. Toàn bộ sự việc xảy ra đã lý giải cho lời khai của Sơ E Ma với phía thanh tra Baek. Sau đó Sơ chạy ra gọi Song Tae vào bên trong xem tình hình và gọi xe cấp cứu. Seo Hyun nhìn vết thâm tím ở cổ Hisu thì nghĩ cô là người đã giết Ji Jong nên sau đó đã ra sức bao che cho em dâu của mình. Cô gọi hai người giúp việc vào dặn dò xử lý hiện trường, còn mình thì đưa Hisu đi cấp cứu. Câu chuyện đã được sáng tỏ mọi mặt. Quản gia Du sau khi nói chuyện với Seo Hyun mọi thứ, bà ta đã quyết định đưa trả lại cho ông Han chiếc vòng cổ kim cương trước khi rời đi, vì Seo Hyun nói nếu bà ta mang nó đi thì sẽ trở thành kẻ giết Ji Jong. Cuối cùng chủ nhân đích thực của sợi dây chuyền cũng đã được đeo nó, người đó chính là bà chủ tịch Han, vợ chính thức của ông Han. Sau khi nói lời cảm ơn quản gia Du đã giúp mình, Hisu đã được quản gia Du cho biết Seo Hyun nghĩ Hisu giết Ji Jong nên đã ra sức bảo vệ cho cô. Hai chị em dâu trong nhà gặp nhau lời ít mà ý nhiều, cả hai đều có người mà mình muốn dốc tâm tư bảo vệ. Seo Hyun thì bảo vệ cho Hisu, còn Hisu thì lại muốn bảo vệ cho Ha Jun tránh tổn thương. Bởi việc bố muốn giết mẹ, đó chính là lý do Hisu đã giả vờ mất trí nhớ. Thời gian đã trôi qua thêm 6 tháng. Mọi chuyện trong trang viên Hyun đã quay trở lại bình thường sau cái chết của Ji Jong. Jin Ho thay quản gia Du tìm được niềm vui trong việc quán xuyến việc nhà. Lâu lâu lại trốn việc đi chơi game cùng anh chàng em rể, bà Han thì cũng lại quay trở lại cuộc sống yêu thích ăn uống của mình. Du Jeon và Su Húc đã chuyển đến ở trong nhà phụ, còn Hisu thì quay trở lại sự nghiệp diễn xuất và lại tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Ha Jun thì đã có cuộc sống hạnh phúc bên hai người mẹ hết mực yêu thương, Seo Hyun nên nắm quyền chủ tịch tập đoàn và sau đó cô đã quyết định. Bên cạnh việc giữ cho gia tộc họ Han bền vững và phát triển mạnh nhất thì cũng sẽ dành cho bản thân một góc nhỏ trong quỹ thời gian của mình. Seo Hyun đã điện thoại cho bạn gái báo tuần sau sẽ tìm đến với cô ấy. Mọi người trong gia đình đều đã tìm được cái kết tốt nhất cho bản thân. Bộ phim hôm nay mình giới thiệu với các bạn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở những phim tiếp theo.